Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn cùng với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bước thực hiện để có được một blog chuyên nghiệp từ dịch vụ cung cấp blog, đó là blogspot.com để sử dụng. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt mình sử dụng lên, ví dụ như Chrome, Firefox là hai trình duyệt phổ biến nhất bây giờ. Tiếp theo các bạn nhập vào thanh địa chỉ blogspot.com và các bạn vào trang web đó. Sau khi vào website blogspot.com thì giao diện đăng nhập bằng tài khoản Gmail xuất hiện. Các bạn đăng nhập tài khoản Gmail nếu đã có sẵn, hoặc nếu các bạn chưa có thì các bạn có thể đăng ký mới bằng cách click vào dòng chữ tạo mới tài khoản. Tiếp theo bạn nhập các thông tin cần thiết cơ bản, ví dụ như tên, họ, chọn tên người dùng và mật khẩu vân vân để tạo một tài khoản Gmail như thông thường. Sau khi tạo tài khoản xong, các bạn đăng nhập và chọn nút quay lại blogger. Sau đó các bạn kéo xuống dưới, bấm vào nút màu cam có chữ tiếp tục với blogger. Sau khi bấm vào tiếp tục với blogger thì giao diện tạo ra một blog của bạn sẽ xuất hiện. Các bạn chọn blog mới để tạo cho mình một blog cơ bản. Sau đó các bạn nhập tiêu đề cho blog của mình. Ví dụ ở đây mình đặt tên blog. Ví dụ ở đây mình đặt tên blog là Tin Hot and End. Và tiếp theo các bạn chọn cho mình một địa chỉ blog, truy cập với tên miền mở rộng và blogspot.com. Ví dụ ở đây mình tạo địa chỉ là tinzinh.blogspot.com. Tiếp theo các bạn chọn cho mình một mẫu giao diện tùy chọn có sẵn. Sau đó các bạn chọn tạo blog. Tiếp theo giao diện tùy chỉnh cho blog của bạn xuất hiện. Như vậy bạn đã có cho mình một blog cơ bản nhất. Sau đó các bạn có thể thêm các tùy biến cho blog của mình để nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn. Cụ thể chúng tôi sẽ hướng dẫn vào lần sau. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn